À, đây là cái đồng hồ SK của bác Hưng, để 15 năm nay rồi, không dùng đến. Đó, mang lại ở Hòa Bình nhé, Hòa Bình. Đó, thì là cái đồng hồ này em thấy là nó bị đứt chân đốc rồi các bạn. Đứt chân đốc rồi. Thông thường đứt chân đốc này các thợ này đều bó tay này. Một là bó tay, hai là phải thay cái mảng này. Đấy, nhưng mà em sẽ cố gắng khắc phục cho bác này. Khắc phục cho bác này nhé. Đó, em sẽ để vào đây. Đó, em sẽ khắc phục bằng cách nào? Em dùng cái keo, keo gắn mặt kính của điện thoại đi các bác. Đó, em không dùng keo 52 đâu nhé, em dùng cái keo này các bác ạ. Để em gắn cho bác ấy. Đó, lấy ra. Đấy, em sẽ lấy cái keo này ra các bác, để gắn cho khách. Đó, cái keo này em sẽ đậy vào. À, thì cái này của nó thì các bác thấy là nó hơi khó cầm đúng không? Thì em sẽ đóng cái núm này vào nhé. Em sẽ đóng cái núm này vào để em lắp cho khách. Đó, chỗ này lắp thì hơi nguy hiểm các bác nhé. Đây, em sẽ gắn vào đây này. À, thì em sẽ dùng cái đầu keo này. Em sẽ lấy một ít keo đây ra. Đó, lấy một ít keo đây ra thì em gắn vào đây. Các bác cẩn thận không thì nó sẽ vào cái tóc nha các bác nhé. Đó, em làm khéo một chút các bác nhé. Đó, em làm đây các bác nhìn thấy. Nếu mà bác nào mà cảm thấy không yên tâm ấy thì các bác tháo giúp em cái tóc này ra. Đây, tháo cái tóc này ra để mình làm cho nó an toàn. Đó, tháo cái tóc này ra làm cho nó an toàn. À, còn em làm em quen làm rồi nên em có thể em làm được, nhưng mà nếu mà các bác không thấy run tay hoặc là không an toàn thì các bác tháo tóc này ra. Đó, các bác gắn vào đây này kìa. Đó, gắn vào đây. Đó, các bác nhé. Và các bác ơi, làm sao nó khéo để không chạm vào cái động này các bác này. Đây này, đang chạm vào cái động này. Đó, mình sẽ ấn làm sao cho nó khéo xuống để cho nó khỏi chạm vào tự động nhé. Đó. Đó. Các bác thấy nó đã không vào nữa đúng không? Đó. Đó. Rồi, cái này để một lúc nó khô đấy các bác nhé. À, nó bám rất khá là chắc nhé. Đó, và em sẽ lắp cái tóc này vào. Các bác cẩn thận là không cái tự động này nó chém vào tóc ấy nhé. Đó. Đó, bây giờ em sẽ lắp vào. Tối qua tôi nào tên nào tốt nhé, nhưng mà hôm nay là bắt đầu lại tiếp tiếp đây này, cách hai ngày nó lại nói lại trong là dài à, trong dài đấy. Đó, vặn con ốc này vào. Con ốc này nó hơi bị nó mòn cái chân ở trên, em sẽ thay cho bác cái con ốc này nhé. Thay cái này thay giúp thôi, không lấy tiền bác ấy đâu. Đấy, những con ốc này đây các bác nhìn thấy là cái chân của nó, cái mũ của nó bị ấy này, nó mòn hết rồi. Rồi em sẽ thay con ốc này cho bác ấy, bỏ cái này ra đây. Đó, đây như các bác nhé, em tặng cho bác một con ốc mới toanh nhé. Những con ốc này em chả bao giờ lấy tiền của khách đâu, em đều thay cho miễn phí cho khách thôi. Đó, em sẽ bật lại đây. Huyện ủy là bí thư của huyện mà, trong cái cơ chế nói thế mà tức là nó treo cái tên rồi đấy. Đấy, thế thì đang lấy thì ông nói đúng rồi, bởi vì rồi, mời các trường học, các hiệu trưởng của các trường, đoàn thanh niên của các nơi. Đó, và bây giờ sẽ lên cót thử các bác, ok nhá. Mặc dù nó đứt chân ốc của em vẫn khắc phục được cho khách một cách rất đơn giản rồi đúng không? Đấy, và đảm bảo với các bác là không bao giờ bị như thế nữa. Đó, và bây giờ sẽ chống nước cho bác cái đồng hồ này. Đó, chống nước cái đồng hồ cho bác ấy. Nhưng hôm ấy lại không có cái này, mà chỉ có đá bóng rồi thì là. Rồi, để trước khi chống nước thì em phải lau thật sạch những cái đồ bên trong của bác. Đây các bác nhìn thấy rất bẩn này. Đó. Ông lại nói thế này chẳng ra tức là có ông là ông bảo là. Đây các bác thấy rất bẩn đúng không? Cực bẩn luôn. Đây, và mình sẽ thổi bằng sạch cái đồ bên trong này.
Đó. Rồi, bây giờ em sẽ lắp cái căn này vào. Cái căn này em vệ sinh sạch sẽ rồi. Đó. Đó. Thì cái núm này em sẽ phải thay cái núm khác các bác nhé. Cái núm này nó lâu ngày rồi, em sẽ phải lấy một núm mới này. Núm này thưa với các bác là núm xịn này. À, núm xịn này. Đấy. Núm xịn này đây. Và em lấy luôn cái núm mạ này các bác nhìn này, hai núm khác nhau hoàn toàn nhé. Đây núm mạ này, đây núm inox này. Inox này. Đó, để các bác nhìn thôi. Đó. Đó, thì em sẽ lắp cái núm này vào. Để em test thử nước cho bác ấy. Đó. Cái núm này sẽ thay sau cho bác lắp sau nhé. Đấy, và em sẽ lắp căn nhựa vào. À, cái căn cái rong này của bác thì hỏng đi rồi. Lâu năm 15 năm nay rồi, hỏng rồi các bác. Đó, nó xẹp hết rồi. Em bây giờ em sẽ thay cái rong khác. Mà cái này nó chỉ có một loại rong thôi nhá. Thay loại rong khác vào không được các bác nhé. À, cái này rất hơi bị kén răng đấy nhá. Đấy. Hơi kén răng đây, ở đây các bác. Và cái này lắp vào lắp khéo nhá các bác. Đây này, lắp vào hơi khó một tí này. Này nó thừa đây các bác này. Đó, nó thừa đây. Đó, mình phải lựa khéo để lắp nhá. Đó. Đó này các bác thấy không? Bây giờ em phải lựa khéo để lắp vào nhá. Đó. Lựa khéo để lắp. Cái này mất khá lâu thời gian đấy ạ. Đó, khá lâu thời gian đấy. Nguy hiểm. Đó. Có nghĩa là cái này nghe thì nó mời đến ngồi nghe thôi. Mất nhiều thời gian đấy. Đó. Cứ phải lựa đây các bác. Tại vì là cái rong này rong đẩy thì mình sẽ phải đẩy lùi lại một tí vào chỗ khác để cho nó đẩy ra. Đó, thấy chưa? Đẩy hơi khó đúng không? Đó, mình phải lựa vào thôi. Đây thì các bác thấy là nó thừa rất nhiều đúng không? Để mà lắp cái này các bác nên dùng máy sấy, các bác sấy để cho cái gioăng này nó co lại. Nó co lại nhá. Đấy thì mình sẽ lắp dễ hơn. Đây một cái mẹo rất nhỏ mà nhiều người không nghĩ ra. Đúng không? Mình sẽ sấy cái này. Thì cái nóng thì cái gioăng này sẽ co lại thôi và mình dễ đưa nó vào, rất dễ hả? Đó, nó thừa rất khó đưa vào các bác ạ. Đó. Sấy đều cái gioăng này nhá. Sấy đều cái gioăng này nhá. Để cho nó nóng đều. Đó. 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 Em sẽ nhanh tay em đưa nó vào. Đấy, các bác thấy nó thừa khó vào lắm đúng không? Đấy, phải lựa vào đây các bác ạ. Lựa khéo vào. Rồi, ok. Đấy. Bây giờ các bác thấy là nó đã vào rồi đúng không? Đấy, nó đang hơi phì một tí này. Mình sẽ phải cẩn thận. Đấy. Mình sẽ giữ cái này để cho nó vào. Đấy, các bác thấy nó đã vào rồi đúng không? Đây là nó hơi phì một tí này. Đấy, mình sẽ khéo léo mình ấn nó xuống. Đấy. Mình sẽ khéo léo một tí. Đó. Rồi, bây giờ các bác thấy em đã đưa vào được không? Và sẽ đậy nhanh cái nắp đáy vào nhé. Để em thử nước. À, bây giờ đậy cái nắp vào vào. Đó. Bây giờ em sẽ vặn chặt vào. Để thử nước. Này nó có bị xước một tí này. Đó. Cái này chỉ cần vặn vừa phải là được nhé. Không cần phải vặn chặt đâu nhé. À, và bây giờ em sẽ thử nước cho các bác xem. À, bây giờ xong rồi em sẽ test thử nước cái này. Bằng cách này em lấy một cái bát nước này. Thấy không? À, và em sẽ thử cái đồng hồ này vào. Thử nước vào. Bằng cách nhúng thẳng trực tiếp vào nước luôn. Đó. Để mình theo dõi xem nước nó vào đường nào. Đó. Đó. Đấy, sẽ theo dõi trong vòng khoảng độ vài phút các bác ạ, nếu nó vào ngay nha. Nó vào ngay. Còn nếu không vào là nó không vào. Đó, nếu không các bác có thể sấy nóng nắp đáy này là ok. Đó, sấy nóng nắp đáy là ok. Đó. Đó. À, các bác thấy đi, nước nó vào. Đúng không? Nước vào đường núm này, đường bơm này. Đấy, các bác thấy không? Rong đáy thay em thay rồi này, núm em thay rồi, còn mỗi núm bơm này em chưa thay thôi. Thì các bác nhìn thấy này. Nước nó đã vào đường núm bơm này. Đây, em sẽ tháo ra cho các bác nhìn. Đấy. Đúng không? Đấy, núm bơm này phải thay. Nhá.
Đấy, em thực ra em cố tình em chưa thay để em chia sẻ với các bác thôi. Em biết thừa nó sẽ vào nước này rồi. Kinh nghiệm của em biết. Đó. Đây, em chia sẻ với bác để bác các bác nhìn chỉ trình cho em biết đấy. Bây giờ phải thay bơm này ok. Ờ, đây nhá. Em chào các bác nhá. Nó muốn diệt Ấn Độ thì nó